thân thi đấu rực lửa của đội bóng Sài Gòn Heat. Những vũ điệu vô cùng sôi động của Sài Gòn Hot Girls và không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tất cả sẽ có trong trận tranh tài giữa Sài Gòn Heat và Hà Nội Buffaloes vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 8 tại nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS, hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn.